đình hoặc chơi sự kiện với giá thành rất hấp dẫn. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì anh Phương đang test một quả súp bát 50. Tiếng súp rất êm và rất hay. Chúng ta đứng gần như thế này và nghe cảm giác tiếng súp nó rất là mềm mại, êm ái. Rất hay. Những bác nào mà đăng ký kênh và xem kênh đầu tiên thì hãy cho anh Phương một like và nhấn nút đăng ký kênh bằng nút màu đỏ phía dưới để cập nhật những sản phẩm mới tay VIP nhất tại trung tâm điện tử anh Phương. Anh em ta đi làm sự kiện, chúng ta sử dụng một cặp súp này rất hợp lý, giá thành rẻ, hiệu quả cao. Và chất âm thì chắc chắn những quả súp như thế này nó quá đình đám luôn. Tiếng súp rất mềm mại, êm ái và rất là căng. Các anh em chúng ta chỉ cần nhìn cái logo này sẽ vặn nhỏ lại để cho các bác cùng tham khảo về quả súp này. Đánh rất hay, kể cả đánh nhỏ. Đây là phía sau. Các bác nhìn cái quả súp, chỉ cần nhìn cái câu sau này đã biết chất của nó rồi. Chắc sao. Công suất của quả súp này là 1.700W một quả. Như vậy là anh em tiên đi làm sự kiện mà đánh quả này quá đỉnh luôn. Và đánh ở chợ kháng 8 ohm với mã là MPS118. Để các bác nhìn này. Đây. Made in England. Dòng bãi xin các bác nhé. Made in England luôn. Quả súp này giá thành rất hợp lý cho anh em làm sự kiện. Anh em nào mà đi sâu hoặc đi làm kéo kéo hoặc đánh phòng hát, chúng ta sử dụng những quả súp của Chuck Sound này thì cực tốt. Các bác quan sát về nội thất của nó. Đây là hai cửa hầm của nó. Kết cấu của nó đây các bác. Một cái ma trận thùng rất độc đáo. Còn cái bát này thì các bác nhìn cái bát nó đã đủ phê rồi. Một cái bát là cái độ sâu của cái màng bát rất là lớn. Nếu như anh Phương đoán không nhầm thì những quả bát này thì cái màng nó phải sâu đến 20 phân. Đây các bác đo này. 20 phân. Những cái quả bát mà hàng xịn này chúng ta thấy là nó sâu như thế này thì cái lực đánh của nó rất là tốt. Và trên này chúng ta thấy rằng là nó sử dụng những cái gân sóng tạo được cái độ bám, độ ma sát để làm cho cái lớp không khí này nó dao động, tạo ra tiếng bát mạnh hơn so với màng trơn. Và hơn nữa thì con này các bác đến là 1, 2, 3, 4 gân chứ không phải là 3 gân. 4 gân
Cho nên là cái biên độ dao động của nó rộng hơn so với 3 gân. 3 gân thì biên độ dao động nó chỉ ngắn như này, 4 gân thì nó mở rộng cái biên độ dao động ra. Cho nên là cái lực đánh của nó sẽ tạo ra cái lực tốt. Còn phía đằng sau thì chắc chắn các bác chỉ cần xem các bác cảm thấy ngất luôn. Đây, bãi xịn luôn. Con này sử dụng từ trắng. Các bác nhìn cái bát này. Úi giời ơi. Riêng xem súp thì bao giờ anh Phương cũng phải xem cái cấu trúc của súp và cái nội thất của nó. Đồng thời xem cái thương hiệu của nó. Cái thương hiệu là cái quan trọng nhất. Sau đó đến cái cấu trúc của cái modem đó. Chúng ta chỉ cần nhìn cái súp nó như thế này. Từ trắng. Và từ của nó từ 220 côn 100. Chính vì nó đẹp như thế này cho anh Phương mới bê về để phục vụ các bác đây. Obenton dòng của anh. Bên ngoài đây các bác, bên trong của nó là sử dụng bông tiêu âm này. Những cái thùng nó dùng gỗ xịn 11 lớp như thế này. Thì chúng ta đi làm sự kiện chống mưa chống ẩm rất là tốt. Các bác kết chưa? Em cũng kết rồi. Chỉ chờ cuộc điện thoại các bác thôi. Và chỉ có một cặp duy nhất. Giao lưu với các bác cặp này giá 10 triệu đồng. 10 triệu đồng một cặp súp xịn này. Bây giờ cứ bán giao lưu bán nhanh các bác. Gọi là lấy công làm lãi. Lấy công làm lãi chứ không phải lấy lỗ làm lãi đâu nhá. Bán nhanh vừa được anh em quý, vừa được các bác ủng hộ. Đồng thời tạo công ăn việc làm cho các bác. Ok, số điện thoại của anh Phương là 0971998555. Chắc chắn rằng là các bác sẽ hài lòng với quả súp này. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.